Tất cả những người nghe đạo, người tu của chúng ta thoáng cái tâm. Gặp sự việc gì cũng tốt. Và Thượng Ý Hiền nói tốt. Vì sao tốt? Tin sâu nhân quả. Giống như Pháp Sư Hải Khánh, ngày đi gánh nước cho chùa, chó nó nhảy ra nó cắn ngài. Người ta định quýnh con chó, ngài nói thôi thôi thôi, đừng quýnh nó. Nhiều đời nhiều kiếp tôi cũng cắn nó đó. Đời này nó cắn lại tôi. Nếu bây giờ quýnh nó thì nợ thì tôi trả không xong. Thôi, vui trả nợ. Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Xong. Ngài đang đi ngoài đường, người ta chạy xe đạp, ta đụng ngài, văng vô bờ lề. Người ta còn quay lại, người ta chửi ngài. Có người bất bình, bực bội, bước ra định can gián. Thì Pháp Sư Hải Khánh này nói, nghiệp chướng của tôi nặng nề, nên tôi phải chịu quả báo gì. Nếu mà các người đánh họ thì tôi trả nợ không được viên mãn. Thôi được rồi, xóa sổ. Tuy là nói người ta không biết cái gì, không biết chữ chỉ biết niệm Phật không, nhưng về định luật nhân quả người ta rất sâu sắc. Còn hơn nhiều người học rất là nhiều, nhưng về nhân quả thì không hiểu. Nên tổ sư khuyên mình tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả. Không có ai ngu hay là mù quáng gì đâu quý vị. Mà là nó có duyên, có nợ. Thì nó gặp nhau, những cái mối duyên nợ có khi nhìn cũng đẹp, nhưng có những mối duyên nợ nhìn nó không phù hợp chút nào, nhưng nó phải gáp lại nhau. Nên mình là người nghe đạo, đừng có chỉ trích, đừng có chửi nó làm gì. Nếu mình đủ duyên thì mình nhắc nhở để nó tăng thượng duyên, tăng tính tâm, vượt qua khó khăn và cái khổ thôi. Nhớ. Nên cái câu tin sâu nhân quả quan trọng dữ lắm. Giống như có một chú này, ông cũng nghe pháp, cũng biết tu, nằm trong cuộc luôn. Ngày xưa chú quen một người bạn gái. Khi biết ra thì người bạn gái này làm gái bán hoa, đi khách đồ này kia. Thì chú này ông cũng chia tay. Xong rồi cô gái đó qua bên Campuchia cũng tiếp tục làm gái. Thì sau này chú này ông có người yêu khác hạnh phúc, người con gái này đàng hoàng. Bây giờ tự nhiên cô gái người yêu cũ mà làm gái qua Campuchia cũng làm gái trở về. Thì tự nhiên gặp lại chú gặp lại. Tự nhiên chú bỏ cái cô gái đàng hoàng, chú lại yêu cái cô mà làm gái này say đắm. Mà chính bản thân chú thấy điều này cũng không đặc biệt, gia đình cũng không chấp nhận, sự nghiệp của chú thì đi xuống luôn. Chú nhắn tin chú hỏi, chú có phải bị bỏ bùa gì không? Không lẽ bản thân mình còn không biết nữa. Bản thân mình không lẽ mình không biết. Mình là người học Phật, mình là người đàn ông, sự chọn lựa bản thân mình với góc độ số 6. Từ khi người không học Phật, còn mình là người học Phật mà. Nên câu nãy như Đức nói là tin sâu nhân quả. Mỗi con người đến với nhau giống đi đường. Có những lúc thì đường nó quằn quèo, ổ gà, đá sỏi. Có những đoạn đường thì bằng phẳng, nhưng đi một chút lại gặp những đoạn đường ổ gà, đá sỏi, quằn quèo. Thì giống như con người với con người gặp nhau ấy, có khi cũng thương nhau, khi cũng không thương nhau, có khi lại thương nhau. Nó theo cái nhân cái quả mà đã từng gieo với nhau, nó thành hình cái gì. Vì mình là người học Phật, tại vì cái gầy dựng tính nguyện mình nó yếu hơn cái nghiệp duyên đó. Nên có một công đoạn trong kinh dạy,
Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đến thế gian để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Cái nguyện lực cầu giải thoát của mình nó yếu hơn cái nghiệp lực, thì mình bị cái nghiệp lực câu thúc. Mình đừng có đổ tội cho bùa ngải vậy chứ, mà do cái nguyện lực mình yếu nên bị nghiệp lực buộc ràng. Nhớ, giữa con người sống với con người thì có tình thương là chắc chắn. Nhưng nếu cái nguyện lực của mình mà cầu sanh cực lạc nó mạnh thì chúng ta không có bị cái nghiệp tình cảm lôi kéo buộc ràng vì một gia đình. Nhưng nếu như cái nguyện lực cầu sanh cực lạc mình yếu thì bị cái nghiệp lực dẫn dắt. Có một vị tu này câu chuyện như coi qua, từng nhập thất tu trong núi sâu, tu khổ hạnh đến mức mà móng tay ra dài, tóc dài không cắt luôn, người ta thấy ngưỡng mộ. Trì giới luật khổ hạnh, móng tay dài, tóc dài, cuối cùng người thỉnh về để cho đăng tòa thuyết pháp. Lúc đó cắt móng tay, cắt tóc rồi lại. Trở thành một người rất nổi tiếng, tướng hảo quang minh, đẹp, tu hành rất là giỏi. Một ngày kia thì có một cô gái đến chùa để mà hỏi đạo, thì tự nhiên giữa người này với cô gái, hai người nói chuyện, chuyện nói chuyện tự nhiên cái vị này nhớ là những đời trước đã từng hứa hẹn cô gái này, tình cảm trỗi dậy, không có đủ nguyện lực để vượt qua nghiệp lực. Hai người nắm tay nhau bước ra đời sống với nhau vì một gia đình. Như thế bao nhiêu người ta liên tiếc uổng cho người tu hành này giỏi như vậy mà giờ gặp những sự cố gì. Nên ăn tổ người nói là tin sâu nhân quả, thấy không? Nên có những cái mối nhân duyên trong cuộc đời mà mình tiếc lắm, uổng dùm cho một người tu, nhưng mà cái nghiệp duyên của họ quá mạnh. Nên ở cõi đời này mình tu nó rất dễ bị thối chuyển. Nên mỗi ngày mình nhắc nhau là tín nguyện niệm Phật, nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nếu như mà người tu tịnh độ mà tín nguyện kiên cố mạnh thì cỡ nào mình cũng giữ tâm tu đạo. Tại vì mục tiêu mình nghĩ cực lạc thù thắng. Mình về cực lạc rồi mình sẽ có tất cả luôn, đi tha phương khắp pháp giới, việc gì mình cũng làm được thù thắng. Mình nghĩ đến gì là tự nhiên mình nỗ lực liền, cố gắng. Thì chú này ông nói không biết ông bị phải bị bỏ bùa đồ này kia. Nếu như mà cứ nghĩ gì, dù có yêu cô gái, làm gái cái nhiều cỡ nào chăng nữa, thì cũng một ngày gần thôi cũng chia tay. Vì tình yêu đó nó bị mù quáng, vì nghiệp duyên che mờ lý trí, đâu có tình yêu chân thật đâu. Nếu là yêu chân thật thì sao mà nói rằng là mình bị bỏ bùa, nghĩa là tâm mình vẫn không muốn, nhưng mà tại sao gặp cô đó thì vượt qua không được cái lửa tình. Nên tại mình là tín nguyện mình không có gầy dựng, dù nghe pháp niệm Phật nhưng tín nguyện yếu, nghiệp duyên nó mạnh hơn phải chịu thôi, đúng không? Đừng có đổ tội cho bùa ngải do mình thôi. Nên nhận thức cho kỹ, có những mối duyên tình mà đến nhau càng làm khổ cho nhau. Nếu như gặp Phật pháp rồi nên cố gắng gây dựng tín nguyện niệm Phật. Nên ngày nào những đứa cũng nhắc cái chuyện tín nguyện niệm Phật cực kỳ quan trọng luôn. Hôm nay người ta chỉ biết đâu ngày mai mình có những cái nghiệp duyên mà trong cuộc đời này mình khó cưỡng lại được. Có một cô này, cô đi đến chùa, cô tu hành cũng tinh tấn. Câu chuyện
tu siêng năng, tu vô cùng. Đến chùa nghe ông thầy thuyết pháp, thích quá. Nghe viết rồi tự nhiên trong lòng quá ngưỡng mộ. Viết rồi không còn tình cảm với chồng, mà từ cái tâm cung kính thầy, ngưỡng mộ thầy, rồi nó chuyển xây qua cái nghiệp duyên yêu thầy. Rồi tự nhiên rồi cô đi đến chùa, cô cứ lai vãng gần gũi ông thầy. Cô muốn lo lắng cho ông thầy, dính mắt. Người thầy này khuyên mình có gia đình, có con, đi về chùa mục tiêu là cầu đạo tu hành. Mang một cái tâm này, mọi người sẽ phỉ báng Phật pháp, không tốt. Cô nên nghĩ cuộc đời này vô thường, giả tạm. Dù chúng ta có đến với nhau chăng, nhưng những ngày tháng đi qua như là ảnh chớp, có gì tồn tại đâu. Tại sao không gầy dựng cái tâm tu đạo để cầu giải thoát? Chỉ cần cô nghĩ thế giới cực lạc, đặc biệt thù thắng, gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì mọi việc nó qua hết. Cô quý thương thầy vì cái sự ngưỡng mộ quý thích. Trước khi đến với nhau, khi cô cũng chán, không còn cái cảm giác kính trọng, thích thú nữa. Tại sao không giữ cái sự kính trọng, tôn quý để tu hành cầu giải thoát? Rõ ràng là cái gì cũng giữa hai người phải kết lại. Còn một người muốn, một người không muốn thì nó vẫn quá dại. Cuối cùng thầy cũng khuyên cô gái này, cô gái này quá dại cái tâm, gầy dựng cái tâm tu cầu giải thoát, rồi gia đình cô trở lại ổn định hết. Nhờ cái tâm tín nguyện niệm Phật, mọi việc sẽ qua. Nên những đức mỗi ngày, những đức nói phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Tín nguyện niệm Phật mà nó yếu là gặp nghiệp quả, là chịu thua. Tín nguyện mà nó mạnh thì nghiệp duyên gì cũng vượt qua. Nhớ, gầy dựng tín nguyện là việc cực kỳ quan trọng, phải nhớ. Mình cứ nghĩ một đời đi qua vô cùng ngắn ngủi, chúng ta dù có quý thương nhau cỡ nào, nhưng khi một hơi thở thở ra cũng hít vào, chúng ta cũng đọa tam đồ ác đạo. Nó làm sao bằng cái chuyện mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị. Nên thí dụ như nhiều Phật tử cũng quý mến những đức, thì những đức xấu xí nhưng mà nói chuyện khi cũng vui. Tốt nhất là mình hướng dẫn đạo, không có ngồi kiểu nói chuyện với Phật tử hay Phật, người phụ nữ nó có gia đình, mình không có ngồi nói chuyện với người ta. Nhiều cô Phật tử nó hỏi, ủa sao thầy không có tiếp Phật tử để có nhiều cái người ta trong tâm này kia, người ta muốn hỏi han cỡ mở. Những đức nói tất cả những buổi giảng những đức có chứ, có hết. Chỉ cần tín nguyện niệm Phật, chỉ cần nghe và chân thật áp dụng niệm Phật đi, phiền não dính mắc gì nó cũng cởi mở ra được. Còn mình giờ mình ngồi nha, mình nói chuyện, nói giết rồi nó sanh ra cái tâm vấn đề thầm bậy, không tốt. Cái đặc biệt nhất của mình là đem Phật pháp giới thiệu. Nhiều ngôi chùa người ta không có chia sẻ Phật pháp, người ta phải ngồi người ta chia sẻ cởi mở. Còn chùa mình như đức chia sẻ Phật pháp mỗi ngày, mình nghe mỗi ngày thôi. Nên câu Ấn Độ ngày dạy là câu đầu tiên là tin sâu nhân quả, phải tin sâu nhân quả. Nhân quả lục đạo tin, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, phải tin. Mà cái tâm mà niệm Phật là nhân, niệm Phật là quả, mà tin rồi nó chuyển xây nhân quả lục đạo thành nhân quả xuất thế gian 100%. Rồi câu thứ hai ngài nói là tín nguyện trì danh, là một câu ai Phật niệm đến cùng. Câu thứ ba là cầu sanh cực lạc. Là cái bài học tập mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc của mình, không? Nên mỗi người mình nghe gì rồi mình cởi mở tâm tư.
Thí dụ như bây giờ những đứa mấy ngày nay nó bị viêm cổ, nói chuyện cái tiếng nó cũng không được khó. Nhưng nếu những đứa xui theo chuyện viêm cổ mà không nói chuyện thì tắt tiếng luôn. Nhưng nhờ những đứa nói chuyện mà những đứa còn nói được chứ quý vị, đúng không? Thì giống như con người chúng ta, gặp cái nghiệp duyên nó khởi lên cái tâm, không phải cái mình tu đạo. Thì nhờ cái tín nguyện, tín nguyện là cái mà bệnh đau mà dẫn ra chia sẻ Phật pháp quý vị này là tín nguyện. Nhờ cái tín nguyện mà nó chuyển luôn cái nghiệp duyên, hiểu không? Chứ nếu như mình xui theo cái nghiệp duyên thì mất tín nguyện. Mà mình hướng đến tín nguyện thì chuyển nghiệp duyên. Nguyên lý là vậy thôi. Nên mình nghĩ cuộc đời này nó vô thường, gặp nhau dù có vui cỡ nào nó cũng là phút chốc rồi chia lìa, gây ra những sự khổ đau cho cuộc đời, nó đâu có đặc biệt gì đâu. Nên gây dựng tín nguyện là việc cực kỳ quan trọng. Chỉ cần tín nguyện mạnh, thật là mạnh, kiên cố thì cỡ nào mình cũng nắm Phật pháp mình tu. Mình tu là mọi việc nó sẽ qua, bỏ tu thì tiêu. Có nhiều người lỡ người ta phạm phải những điều sai lầm, tự nhiên chán nghĩ tu. Chán nghĩ tu thì hoàn toàn nó lao theo cái hư luôn. Nhưng mình kiên nhẫn cố gắng tu vượt qua. Giống như mình đi lên một cái gốc cao thì mình đi nó sừng. Nhưng khi mình vượt qua được gốc cao mình xuống thì vô cùng nhẹ nhàng, đúng không? Tu hành thì nhất định phải gặp những sự thử thách. Nhưng nếu mình không vượt qua thì mình bị nghiệp lực mạnh, thiệt là mạnh, cấu thúc. Giống như vị thiền sư đó, thấy không? Tu nhập thất đến mức mà móng tay ra dài, tóc dài, tu dữ dằn luôn. Gặp nghiệp duyên rồi vượt qua không được, phải chịu thôi chứ sao. Nên không có ai mà nên chỉ trích ai làm gì, không có ai mà đi nói ai ngu làm gì. Cái nghiệp duyên mỗi người nó mạnh hơn sao mà nó ngu. Nên người thế giới cực lạc ta nhìn rõ ràng chúng sanh, chừng nào giảng sanh, chừng nào thành tựu, ta nhìn rõ ràng chứ. Nhìn rõ ràng hết luôn. Mình thì phàm phu thì mình không biết gì phan duyên. Còn mỗi người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thì nó rõ ràng hết. Nên gọi tin sâu nhân quả, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Còn mình thì theo cái pháp thế gian phân tách. Nên mình nói ta ngu, nói ta dại đủ chuyện, nên mình cộng nghiệp. Mình mới là dại, mới là ngu, đúng không? Nên mỗi người mình hiểu thì gây dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thế giới cực lạc đặc biệt như vậy, cỡ nào mình cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc, gây dựng cái tâm tín nguyện cho cực kỳ mạnh. Còn mình không gây dựng được là tại mình, thất bại là tại mình, đừng có đổ tội gì hết chứ, không? Rồi gặp nhân duyên nghiệp quả gì cũng cố gắng tu, khổ đau te tu phải quay đầu niệm Phật. Khổ ơi, quay đầu niệm Phật. Nhưng đức cũng có những ông huynh đệ cũng tu cùng thờ, nhiều ông cũng ra đời cưới vợ, giờ cưới vợ cũng phải niệm Phật, cũng tu. Chứ giờ có vợ có gia đình thì nghỉ tu, đúng không? Dạy không? Cư sĩ ngoài đời người ta cũng niệm Phật mà, thấy không? Nghiệp duyên mình vượt qua không được, mình dính. Bây giờ mình niệm Phật, cố gắng niệm Phật, gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Đức Phật A Di Đà nói niệm danh hiệu ta, ta rước. Từ nơi đó mà gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Đặc biệt nhất là được trong cái ngôi nhà Tam Bảo, thì gây dựng cái tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Dù biết rằng mình tạo nghiệp chứ nặng nề, nhưng quay đầu niệm Phật cũng được giáng sanh. Nhưng khó lắm, khó quay đầu niệm Phật. Nên mình đang tu niệm Phật được, cứ gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố. Hàng Phật tử đang tu được, gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố. Còn chúng ta là hướng dẫn đạo thôi, hướng dẫn thôi, mình lắng nghe, mình áp dụng chân thật. Nên chùa mình tại sao những đứa không tiếp Phật tử nữ là cái nguyên lý những đứa hướng dẫn vị hết rồi. Nếu như vị chân thật làm là kết quả rất là lớn.
mỗi ngày nuôi được cái tâm bình an. Mà muốn nuôi được cái tâm bình an thì phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không niệm Phật cầu sanh cực lạc sao bình an? Buồn giận người, bực bội người sao bình an? Đúng không? Nên muốn bình an thì phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc. Yeah. Thì tức khắc con đường tu chúng ta càng tu càng an lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.